It's called my lighthouse. And I think this one is shorter than the one in Augustine. But we walk really fast. The one in Augustine. Chú chạy cho đi quá, giờ đi là biết rồi ha. Đi là cho biết, cái gì phải đi là cho biết. How you guys feel? Feel good. Oh, that's a die. That's a die. Ở nơi qua hướng kia hả? Ở đi cái dòng qua kia luôn đi. Dạ nhanh đúng rồi á. Tại vì hồi kỳ trước em đi á, ngay chỗ Florida đi lâu lắm mà nó nhỏ hơn, giống như là nó ngọt hơn á anh á. Đây nó nhỏ hơn á. Khoảng mười mấy tuần. Anh nó nói là 170 mấy step á. 170 mấy step. No, mình đâu có đi nào coi đây nào, mình đi ở Augustine. 170 mấy nước thang Florida. Mình đi hồi kỳ Augustine. Lúc đi quay cả cảnh biển hồ nè. Cảnh ở trong đây rừng nè, đi qua bên mển là biển nè, đó. Qua bên trái biển nè, trong này vô rừng nè, nhà nè. Ở dưới nè. Wow. Beautiful. Hello. Hello. How do you feel? Lần trước thì nó mới sợ. Sao bạn? Trai không? Trai em á. Trai em mấy tuổi? 13 tuổi. Em mới hỏi đó là cái trai. Trai. Vậy mà suy nghĩ nói được thứ hai rồi. Con trai bao nhiêu tuổi? Trai em nha, trai của gì này là con không phải là con gái giống như không biết đẻ em gái đẻ em trai đúng không? What? Thì nói là gì này có một đứa con trai. No, she asked is he is my son. Oh, yeah. I thought she asked if she no, was no, a girl. No. She mean like, is my son or not? Son.
Yeah. Mẹ, mẹ nói chà, à, giống như mẹ không có biết. Nó phải phải cắt vô tiếng Anh á. Dạ. Nó chỉ Việt Nam mà. Nam lộn. Giống như hỏi vậy nó tưởng đâu là con trai hay con gái. Ờ đúng rồi. À. Đúng rồi. Ủa đi hết vòng rồi hả? Hết vòng rồi. Ồ giỏi vậy. Phê chưa? Phê chưa? Hello, hello, quay nhà cả nhà. Ồ. Gió mát quá hả? Hồ này có rông. They made the floor glass. Con này lên không con? Đi qua bên này hình như gió biển bên này mát hơn á cháu. Right, I think it's fresh. Hả? Đúng rồi, mé bên kia nó mát hơn. Gió ừ. Bên này á, bên này mát hơn nè, bên này gió nó mát hơn. Bên này mát hơn phải không? Bên này mát hơn nè. Gió từ biển phía dưới này nó vô. Đứng quay phim chứ rung à. Trời lần lần này đi còn dám quay lên đây quay lần trước anh đứng ở trong với cái ông kìa. À, nếu mà đeo cái dù từ đây mình nhảy xuống được. Chỗ hồi xưa người ta đánh giặc.